Hello, xin chào mọi người, và em và Long đến từ showroom Tokyo Tu. Clip này là clip thứ hai mọi người nhé. Thì như hôm vừa rồi thì em có lên một clip đầu tiên giới thiệu cho mọi người nguyên góc trên kia của em là rất nhiều chiếc xe vừa về. Thì hiện tại bây giờ thì đơn vị em đang có gần 100 đầu xe cơ. Nên là để mà quay tổng hợp nguyên nhà em lên một clip rất dài. Thì clip thứ hai này thì em sẽ giới thiệu cho mọi người về những chiếc xe gầm cao mọi người nhé. Thì gầm cao hiện tại bây giờ đây thì mọi người nhìn cho em đi ạ. Em đang thấy là gần như là mỗi một chiếc xe là một thương hiệu khác nhau. Nên là em đang có đầy đủ đa dạng từ xe 5 chỗ đến xe 7 chỗ mọi người nhé. Đầu tiên ở phía bên dưới này thì em đang có một chiếc Hyundai Santa Fe bản máy 2.5, bản máy xăng cao cấp mọi người nhé, sản xuất là 21. Nhưng mọi người lưu ý cho em, đời 21 chúng ta sẽ có hai phiên bản. Đó là một phiên bản có radar, đó là sản xuất cuối 21, là sẽ là cuộc form dáng của 2022, và một phiên bản sẽ là không có radar mọi người nhé. Thì phiên bản này của em là đã có radar rồi, rất giá trị luôn. Chúng ta vẫn được mua chiếc xe giá của 21 nhưng mà đã có radar của 2022. Thì bản này của em đây 2021, và tầm tài chính của xe em đang mong muốn trong khuôn chỉ có loanh quanh tầm tiền nhìn 1 tỷ một xíu thôi, khoảng tầm một tỏi 035 triệu thôi, rất hợp lý mọi người nhá. Đó, màu đỏ mận cực đẹp luôn. Và em này của em bật mí một xíu là biển Hà Nội ấy mọi người ạ. Đó rồi, còn bên này đây, nếu anh em nào mà đang cần tìm một mẫu MPV 7 chỗ đi gia đình tầm tiền mềm, muốn đi đời cao nhá, thì em có chiếc Kia Carens bản máy 1.5 Luxury sản xuất là 2023 mọi người nhé. Em mới lăn bánh được có 3 vạn cây thôi, và tầm tài chính của xe em đang mong muốn trong khuôn chỉ có hơn 650 củ một xíu thôi. Đấy, anh em cân đối cho em một chiếc xe 7 chỗ đi gia đình, hoặc anh em có thể kinh doanh dịch vụ, form dáng rất tươi rất đẹp luôn đấy ạ. Còn ở bên này đây thì em có một chiếc Hyundai Custom, đây là mẫu MPV nhưng mà nó sẽ cao cấp hơn mọi người nhé. Ở Hyundai Custom bản 2.0 cao cấp sản xuất là 2023, màu đen, lăn bánh được có 5.000 cây thôi, rất mới mọi người nhé. Em này tầm tiền chỉ có hơn 900 thôi ạ. Đó, còn bên dưới này đây thì em có một chiếc MPV nữa. Ủa, nguyên dàn này của em là ba chiếc MPV 7 chỗ này mọi người. Chiếc này của em thì có lẽ là chiếc cũng khá là quen mặt rồi, Suzuki XL7 bản máy 1.5 AT số tự động mọi người nhé. Xe sản xuất là 2022, nhập khẩu nguyên chiếc tại Indo. Đấy, em này có một cái mác gọi là mác nhập khẩu, chắc chắn là sẽ yên tâm hơn rồi. Đấy, xe thì đang trong giai đoạn mà bọn em vừa về đã rút hồ sơ rồi, và tầm tài chính của xe thì em đang mong muốn trong khuôn chỉ có khoảng tầm 540 thôi, rất hợp lý. Đấy, anh em nào cân đối qua chiếc này thì rẻ hơn 100 củ thôi chiếc kia, anh em cân đối qua rất hợp lý mọi người nhé. Đó, còn bên này đây thì em có một chiếc Mazda CX-5 nữa, bản máy 2.0 Premium, xe sản xuất là 2020, màu xanh Kawasaki. Em này của em thì tầm tiền chỉ có hơn 700 một xíu xíu thôi, anh em đi được ngay form mới và đi được bản đủ rồi. Còn bên hàng giữa này em có một chiếc Hyundai Santa Fe bản máy 2.4, máy xăng cao cấp sản xuất là 2014, nhập khẩu Hàn Quốc mọi người nhé. Em này thì nó là một em xe hàng tuyển chọn, gọi là hàng sưu tầm nha mọi người, 2014 nhưng mà mới chỉ lăn bánh được có 85.000 cây thôi, và tầm tài chính của xe thì đang trong khuôn khoảng tầm 600 quay đầu mọi người nhé, rất hợp lý anh em ạ. Đó, còn bên này đây thì em có một chiếc MPV huyền thoại của thương hiệu Toyota, rất là hiếm khi đơn vị em có chiếc này. Đó là chiếc Toyota Innova bản máy 2.0e số sàn mọi người nhé, số sàn bản đủ, xe sản xuất là 2018, lăn bánh được có 65.000 cây thôi. Em này thì để mà nói thì cũng là một trong những chiếc xe hàng tuyển chọn đấy, bởi vì là nó là xe gia đình, không chạy taxi dịch vụ một giờ giấc nào cả, chuẩn đét mọi người nhé. Và trong khuôn tài chính bây giờ thì chỉ có dưới 500 thôi, và cụ thể nó khoảng tầm 480 là anh em có thể cho lên đường rồi, em nghĩ rằng rất là hợp lý mọi người ạ. Còn bên trên này đây, một mẫu crossover 5 chỗ cỡ nhỏ dành cho anh em nào thích xe nhập đi rất chắc rất đầm mọi người nhé. Đó là chiếc Honda HR-V bản máy 1.8G, xe sản xuất là 2021, màu trắng. Đấy, em này lăn bánh được chính xác là 10.000 cây thôi, rất mới. Nhưng em này thì trong xe cũng như nội thất của xe thì chủ xe cũng chưa nâng cấp một cái gì cả, nguyên mộc từ đầu luôn. Và tầm tài chính của xe thì em đang mong muốn trong khuôn khoảng tầm 600 đâu mọi người ạ. Đó, rồi còn trên này đây thì em có một chiếc Mazda CX-5 bản máy 2.5, sản xuất là 2019 mọi người nhé, màu xanh Kawasaki rất đẹp. Em này thì 2019, form cũ, form 6 trong công, nên là tầm tiền sẽ mềm hơn. Em này chỉ có tầm tiền dưới 700 thôi mọi người nhé. Còn bên ngoài này thì em có ba chiếc Kia Seltos luôn, đang có đầy đủ từ bản Deluxe, Luxury và Premium luôn. Thì chiếc này của em là bản Deluxe đời 2022, đời cao nhất, có logo mới rồi nhưng lại giá rẻ nhất. Em này trong khuôn tài chính chưa đến 600, mà cụ thể nó khoảng tầm 580 thôi mọi người ạ. Còn bên này đây thì em có một chiếc Kia Seltos bản 4 bản Luxury sản xuất là 221, màu đỏ, khuôn tiền 600 mọi người nhé. Và cũng trong khuôn tiền là 600 như vậy này, anh em nào thích bản đủ hơn nhưng mà phải chấp nhận cho em là đời nó thấp một xíu nhé, thì em có một chiếc Kia Seltos bản 1.4 Premium sản xuất là 220, thấp hơn một đời thôi. Đấy, em này cũng trong khuôn tiền 600, xem gần bằng trước nhau mọi người ạ. Đó,
Còn bên này đây thì em có một chiếc Hyundai Creta bản máy 1.5 tiêu chuẩn, sản xuất là 2022, màu đen mọi người nhé. Lăn bánh được hơn 3 vạn cây. Và em này của em thì tầm tài chính cũng xem bằng chiếc xe Toyota bên kia, khoảng tầm 580 thôi mọi người ạ. Còn bên ngoài cùng này thì em có một chiếc Mazda CX-5 bản 2.5 Philip, sản xuất là 2017. Em này thì 2017 nhưng mà nó cũng là một chiếc xe đặc thù, lăn bánh được có 36.000 cây thôi, 27, 36.000 cây. Nó phải mới ngang với đời 2020-21 luôn đấy mọi người ạ. Rất mới mọi người nhá. Và tầm tài chính em đang mong muốn chỉ có dưới 600 thôi, khoảng tầm 590 mọi người nhá. Đó. Rồi, và chúng ta tạm rời xa những chiếc xe gầm cao đi. Thì em trên đây này chúng ta sẽ giới thiệu cho mọi người những chiếc xe sedan đi ạ. Sedan thì cực kỳ nhiều mọi người nhá. Như ở phía dưới này thì em có chiếc Mazda 3 bản máy 1.5 bản Premium, xe sản xuất là 2022 mọi người nhá. Em này thì bản Premium chúng ta sẽ có thêm gói công nghệ an toàn Aixen, radar cảnh báo an toàn chủ động, khoanh khoảng cách này, cảnh báo lệch làn, cảnh báo vượt trên gương, hấp kính, rất ngon luôn. Trong khuôn tài chính trên 650 một chút xíu mọi người nhá. Đó. Còn bên này đây thì em đang có một chiếc Kia K3 nữa, bản máy 2.0 Premium, sản xuất là 2022, màu đen mọi người ạ. Đó, em này lăn bánh được hơn 2 vạn cây và tầm tài chính loanh quanh tầm tiền 600. Còn bên này đây thì em có chiếc Hyundai Elantra bản máy 2.0 GLS, sản xuất là 221, màu trắng. Em này tầm tiền sẽ là trên 650 mọi người nhé. Còn bên ngoài này thì em có một chiếc Mazda 3 bản máy 1.5 bản hatchback luxury mọi người nhé. Hatchback luxury, sản xuất là 220, màu xám. Em này của em thì tầm tài chính em đang mong muốn trong khoảng tầm 575 thôi mọi người ạ. Còn ở phía ngoài này thì em đang có một chiếc Mazda 3 nữa, bản máy 1.5 bản luxury, sản xuất là 2022 mọi người nhé, màu xanh Kawasaki. Em này 2022 thì tầm tài chính loanh quanh khoảng tầm 600 mọi người ạ. Đó. Rồi, còn ở bên này đây thì em có một chiếc Mazda 3 nữa. Chiếc này của em là phiên bản 1.5 luxury sedan, sản xuất là 221. Em này thì cũng là thế hệ form mới như trước kia, nhưng ở đời 221 thì tầm tiền sẽ mềm hơn, chỉ có dưới 600 thôi. Đấy. Còn ở bên ngoài này thì em có chiếc Mazda 3 nữa. Chiếc này của em là phiên bản máy 1.5 luxury, sản xuất là 2021. Hai chiếc này của em thì đồng hạng với nhau mọi người nhé, đều là 21 cả, khác nhau về màu thôi, cũng trong khuôn tiền dưới 600. Còn bên ngoài cùng này thì em có chiếc Mazda 3 bản máy 1.5 bản luxury sedan, sản xuất là 2022, màu trắng mọi người nhé. Em này 2022 sẽ là khuôn tiền chạm 600 mọi người ạ. Còn ở phía trên này đây thì em vẫn còn thêm rất nhiều Mazda 3 nữa. Tính ra bây giờ thì nếu như mà em đếm nhanh nhá, khoảng tầm 15 xe Mazda 3 tại đây đang có đời từ 2018 đến tận 2023 luôn đấy. Anh em nào quan tâm Mazda 3 thì cứ thế gọi cho em để chúng ta cùng nhau trao đổi nhá. Như bên này thì em có chiếc Mazda 3 bản 1.5 Premium, sản xuất là 2022, màu đen. Đó, tầm tiền cũng xem một chiếc đỏ dưới kia, khoảng tầm 650. Còn bên này đây thì em có chiếc Mazda 3 bản 1.5 luxury sedan, sản xuất là 2023, màu trắng. Em này 223 thì cũng trong khuôn tiền khoảng tầm 630 mọi người nhá. Còn bên này đây thì em có chiếc Kia Cerato bản máy 1.6 luxury, sản xuất là 2020, màu xanh mọi người nhá. Em này tầm tiền 500 mọi người ạ. Còn đang có chiếc K3 bên kia, đang có khách đang xem. Đó là chiếc K3 bản máy 1.6 Premium, sản xuất là 2021, màu đỏ, lăn bánh được hơn 2 vạn cây. Và chiếc đấy trong khuôn tài chính khoảng tầm 550 mọi người nhá. Đó. Rồi, còn em mời chúng ta cùng nhau xuống đằng dưới này. Đấy, để chúng ta khám phá nốt 4 chiếc xe nữa của em nhá. Như ở bên dưới này đây thì em còn thêm chiếc Mazda 3 bản máy 1.5 luxury sedan, sản xuất là 2023, màu trắng mọi người nhá, lăn bánh 27.000 cây. Em này thì cũng xem bằng khuôn tiền trước kia, khoảng tầm 630 triệu mọi người ạ. Còn bên này đây thì em có chiếc Hyundai Elantra nữa, bản máy 2.0 GLS, sản xuất là 2021, màu đen. Tính ra bây giờ thì em đang có 2 xe luôn, màu trắng và màu đen, đều là bản 2.0 GLS 21 cả, tầm tài chính khoảng tầm 550 mọi người nhá. Đó. Còn bên trên này đây thì em có chiếc Kia Cerato bản máy 1.6 bản luxury. Đấy, sản xuất là 2019, màu trắng, biển Nam Định, lăn bánh được hơn 5 vạn cây và tầm tài chính của xe thì đang trong khuôn tiền khoảng tầm 500 quay đầu thôi. Đấy. Còn bên ngoài cùng này thì một em xe đi đường phố rất được nhiều anh em lựa chọn và cũng rất nhiều anh em đang thích cái mẫu này. Đó là chiếc Honda Civic bản 1.8G. Đó, sản xuất là 2020 mọi người nhé. Màu trắng rất đẹp, lăn bánh được hơn 3 vạn cây và tầm tài chính của xe thì em đang mong muốn trong khuôn khoảng tầm nhỉnh 600 một xíu. Đấy, thì anh em nào mà đang cân đối qua những chiếc nào, cả những chiếc xe trên này nữa, đã có clip cho mọi người lần đầu tiên rồi thì mọi người để subscribe kênh vào trong trang kênh của em để xem lại xe mọi người nhé. Và một lần nữa rất là cảm ơn mọi người chúng ta đã theo dõi hết clip của em ngày hôm nay. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào clip tiếp theo ạ.